Minecraft, nhưng mình sẽ vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp để có được những cái vật phẩm siêu mạnh. Bây giờ những thứ mình vẽ ra sẽ cho mình đúng với cái vật phẩm đó. Vậy liệu những cái món đồ mình vẽ ra thì sẽ có sức mạnh gì? Và các bạn ơi, cái thế giới này cho mình khoảng 7 bức tranh hả? Ui khoan, cái này mình chưa xài bao giờ thì phải. Cái này để xuống đây, cái này để lên đây, và chúng ta chỉ cần ứng vào đây để vẽ. Ok, cũng khá là được đấy các bạn ạ. Để chúng ta vào đây cái nào. Cái dân làng này có bộ giáp sao? Yeah, chôm đồ, chôm đồ. Để mình suy nghĩ coi chúng ta nên sử dụng cái bức tranh đầu tiên cho cái việc gì cái đã. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ cái đầu tiên. Trước tiên mình nghĩ là chúng ta nên vẽ một cái cây cúp. Mình nghĩ là như vậy. Cái này nó khó vẽ hơn hồi trước rất là nhiều ấy. Mình sẽ vẽ một cái đường đi lên như thế này, như kiểu một cái thân cây cúp nè. Tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng một cái màu nào đó nó giống kim cương một xíu. Chắc chắn cây cúp đầu tiên phải là vẽ cây cúp kim cương rồi mọi người. Cái phần này thì mình sẽ vẽ cho nó ra chỗ này. Cây cúp này nhìn nó cũng mình thật sự mình không biết mình vẽ gì luôn á. Ok, để mình sửa lại một xíu thử coi nào. Như thế này có vẻ là đẹp rồi. Và bây giờ mình cần ký vào đây. Và mình sẽ đặt tên cái này là cúp kim cương. Bắt đầu. Đây rồi các bạn ạ. Chúng ta lấy được một cái cúp kim cương từ bức tranh cúp kim cương. Cái này, oh my god, cái cúp kim cương này hay đào được rất là lẹ. Và nó không bị bể nữa, tuyệt vời. Sau khi cái này mình nghĩ chúng ta cần phải tìm một cái gì đấy, như kiểu là đồ ăn hay gì đó để mình có thể vẽ tiếp các bạn ạ. Ở trên đây có đồ gì không ta? Bầu trời nó sáng, men nhân lại ngủ dữ vậy. Lần đầu tiên mình thấy men nhân lại ngủ kiểu này luôn các bạn ạ. Ow! Đào khoáng sản cũng chỉ cần một lần đập như thế này thôi sao? Cái cúp này quá đã luôn nha. Mình nghĩ cũng chuẩn bị đến lúc chúng ta nên vẽ tiếp món thứ hai rồi. Mình nghĩ cái món này chưa có khả năng để kiểu đánh nhau các thứ các bạn ạ. Đây là bây giờ vẽ tiếp cái món tiếp theo sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Tiếp tục vẽ thêm một bức tranh nữa nào, phát họa đi. Cái món tiếp theo sẽ là gì đây? Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần vẽ một món đồ ăn, bởi vì mình không có nhiều đồ ăn ở đây lắm. Quả táo vàng thì sao vậy các bạn? Chúng ta sẽ cần vẽ một cái quả táo vàng to cỡ này thôi nè. Chúng ta sẽ phát họa cho nó. Chúng ta sẽ tô màu vàng lên. Mình nghĩ như vậy, đầu tiên chúng ta cần phải tô màu vàng lên trước. Vẽ thế này có vẽ được rồi này. Rồi để cho nó enchant thì mình sẽ từ vẽ thêm cái mút cây trên đây. Chúng ta chỉ cần chấm chấm cho nó mấy điểm kêu thế này các bạn. Màu cam, mình nghĩ màu cam nó sẽ hợp lý hơn chứ nhờ. Trời ơi, mấy chỗ màu đỏ đây là màu cam này. Cái màu vàng này này, ok, chấm chấm lại cho nó đầy đủ. Nhìn quả cam này nó bị casino mình. Các bạn thấy mình vẽ chơi bị chất lượng không, như họa sĩ con ngựa luôn. Chắc là thế này là được nhỉ. Ok, tại vì mình định vẽ quả táo nhưng mà cái này giống quả cam quá, mình sẽ đặt là trái cam. Ok, ký tới cam vàng. Vãi, chúng ta cũng nhận được một trái cam thiệt các bạn ạ. Cái này có ăn được không? Ủa, ăn được nha. Và nó cho mình hồi phục 2 hấp thụ. Nó như một quả táo vàng bình thường thì phải. Ok, mình sẽ giữ lại những cái chiến lợi phẩm của mình ở đây. Để coi, chúng ta mình nghĩ là nên đi xuống hang một xíu. Bởi vì nếu mà vẽ hết cái đống này thì chúng ta sẽ không vẽ ra vẽ được một lần một lúc đâu. Chúng ta phải đợi từ từ các bạn ạ. Mình còn phải suy nghĩ thêm là chúng ta cần phải làm cái gì. Hay làm cái kiếm đi, mình nghĩ là như vậy. Bé ơi. Ui, cái cung, cho mình cái cung kìa. Ok, nếu có được cây cung rồi thì hay là vẽ cây kiếm nha. Vẽ cây kiếm nha. Chúng ta hãy vẽ một cái kiếm đặc biệt, không phải là cái kim cương. Chúng ta hãy vẽ một cái thứ gì đó nó sắc bén hơn. Ở trong Minecraft, đầu tiên là cần vẽ cái đế kiếm. Chúng ta sẽ để nó cái đế kiếm nó ngang như thế này nha. Các bạn hãy bình luận phía dưới những cái hình vẽ của mình bao nhiêu điểm trên 10 nha. Bình luận một cách chân thật nha mọi người, không có nói dối nha. Nói sợ mình buồn á. Một cái quặng mà mình nghĩ khá là xịn ở trong Minecraft là cái quặng amethyst. Chúng ta có thể làm một cái kiếm amethyst không? Bởi vì mình nhớ không lầm là cái amethyst nó rất là sắc. Vẽ như thế này được chưa ta? Đây một xíu nữa. Ồ, ok, cũng ra dáng cái kiếm rồi đó chứ. Kiếm amethyst. Đấy rồi các bạn ạ, chúng ta có một cái kiếm giống như cái kiếm amethyst mà mình vừa mới vẽ. 20 sức mạnh tấn công và không thể nào phá được. Cái kiếm này mạnh quá các bạn. Ý mày, trời ơi, một hit. Oh my god, oh my god, 20 sức mạnh tấn công là rất là nhiều nha. Và nó còn chưởng ra một cái đường mà màu tím nữa các bạn. Nó nhìn rất là đã. Ok, với cái cúp kim cương này chúng ta hãy đi tìm xuống dưới hang sâu hơn nữa để có thể tìm kim cương. Và sau đó chúng ta sẽ làm được một bộ giáp kim cương, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Mày hay bụi. Đánh hơi bị đau. Mày không biết đánh con rồng nó sẽ như thế nào. Ok, cái tầng này mình nghĩ là có thể tìm được kim cương dễ dàng ở đây. Với cúp này mình sẽ đào rất là lẹ thôi. Chúng ta đã xảy ra một cái sự cố rồi, là mình đang đào rất là nhiều ở đây nhưng mà mình không tìm được kim cương gì cả. Phải chăng là nó cần mình vẽ một block kim cương chăng? Nếu bây giờ mình vẽ ra cái block kim cương thì nó sẽ như thế nào đây? Mình đoán là kim cương nó sẽ nhìn như thế này nhỉ. Mình sẽ vẽ cái chỗ này to ra một xíu. Các bạn thấy mừng tượng được một cái block kim cương rồi đúng không? Ok, qua đây. Ui giời, vẽ tại dưới vậy đó. Ui giời ơi, nhưng mà cái này nó chưa được sắc nét đó các bạn. Mình sẽ thêm ít gì đó ở đây nữa. Mùa nhìn nó kiểu nó giống viên kim cương hơn á mọi người. Mình nghĩ là chúng ta cần phải tô cái màu trắng này cho dài dài ra xíu đó, khác hẳn lên. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần ký tên và mình sẽ đặt là block kim cương. Đã ký tên. Chúng ta nhận được một cái block kim cương thiệt kìa mọi người. Mình không vẽ được nữa, nhưng mà nếu mình ấn cái này mình có thêm được thêm cái block nào nữa không? Ui, nó cho mình thêm block nữa kìa, hai cái khối kim cương luôn. Nhưng mà nếu hai cái khối kim cương này mình có thể đổi ra được kim cương thôi.
thương. Ok, ấn vào đây thêm lần nữa. Nói chung ta có thể chế tạo được bộ giáp kim cương nha các bạn. Thế này thì quá xịn. Vực giáp sắt đi, chúng ta có được giáp kim cương cộng với một cây cúp kim cương. Tại sao mình phải làm cái cúp kim cương trong khi mình có một cây cúp kim cương? Mình nên làm rìu kim cương mới đúng chứ. Nhưng mà với cái block kim cương đó mình khá là tiện lợi đấy chứ. Và rồi, chúng ta không cần phải đi tìm block kim cương nữa các bạn ạ. Trong lúc mình đang suy nghĩ thì mình tìm được một cái pillager apport này. Nó có tụi đá ma lay luôn, mình phải như vậy cứu tụi nó mới được. Ngoài đi ra ngoài đi mấy em. Đi ra ngoài đi. Ê! Mày tụi tôi. Trời ơi, hai con đánh bị chết cùng lúc luôn. Mình cần giải cứu mấy con Alay cái đã. Đi ra. Mình thách mấy con villager bắn được mình luôn ấy chứ. Mày muốn bắn không? Tụi tôm gì? Giải cứu thêm cái đám này nữa. Ra ngoài đi mấy con Alay ơi. Chúng ta còn thêm một cái chỗ con Alay nữa chúng ta cần giải cứu nè. Vậy là mình đã giải cứu được tổng cộng 6 con Alay thì phải. Tại vì mình là người tốt nên các bạn hãy ấn với mình nút đăng ký. Đăng ký có cái chân vàng mới đó kìa. Vậy chúng ta có một anh người sắt ở đây. Tại sao anh lại ở đây? Hãy đi với tôi nào. Mày hả bưởi? Yeah, có vẻ đã xong. À, còn con cuối cùng đây nữa. Ê, mày hả bưởi? Chúng ta đã có thể chiến thắng được đám villager ở đây rồi. Thôi, mình sẽ chạy ra khỏi đây nha các bạn. Chúng ta hãy đi qua chỗ của dân làng coi thử coi nào. Ui ôi, tụi nó dí theo kìa. Qua chỗ dân làng đi. Trốn đi. Thách tụi bay qua chỗ dân làng đấy mấy con villager à. Ủa gì đây? Ủa sao được? Hồi nãy mình bị cái hiệu ứng. Rồi xong, mình quên rồi các bạn ơi. Cái này sẽ hơi bị nguy hiểm. Ví dụ dân làng mình cần phải dễ một cái gì đó để mình có thể giúp mình chiến thắng cuộc chiến này cả. Nếu mình dễ cái tô tầm thì nó hợp lý không? Ok, nó sẽ tô tầm nó sẽ nhìn như thế này. No. Tụi nó tới. Chết đi này. Ok, trong lúc này tụi mình dễ tiếp cái tô tầm của nào. Ok. Nó sẽ nhìn ngang như thế này. Hợp lý rồi đấy. Mình cần vẽ cho nó đều lại một xíu. Mình nghĩ là như vậy. Xóa cái phần này đi. Mình nghĩ mình sẽ vẽ như thế này. Và sau đó mình sẽ vẽ con mắt nó vào. Đám bây giờ này khó chịu chưa? Màu vàng che lại phần này cái đã. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ vẽ con mắt. Ô điểm cho con mắt. Hợp lý luôn á nha. Và vẽ cái miệng nó như thế này. Ok, cái tô tầm nhìn được chứ các bạn. Bình luận phía dưới cho mình biết là các bạn nghĩ cái tô tầm này bao nhiêu điểm nào. Ok, rồi mình sẽ ghi tên và ghi tô tầm. Oh my god, chúng ta được một ô tầm vui vẻ. Chúng ta có được một cái tô tầm vui vẻ rồi. Và con này là con cuối cùng. Mình nghĩ là mình sẽ không chết khi mình có được cái tô tầm vui vẻ này đâu các bạn ạ. Không biết cái khả năng của tô tầm vui vẻ này khác gì một cái tô tầm bình thường, nhưng mà mình sẽ triệt hạ được cái cuộc xâm lược lẻ lẻ thôi. Đợt lần cuối rồi. Chúng ta hãy bảo vệ dân làng đi, đây là lỗi của mình. Cái con quỷ này đây. Mày ơi. Tụi tôm. Thì kiếm tôi quá mạnh. Yeah. Phù thủy nè, mày nè. Mình nghĩ là chúng ta chuẩn bị xong cái cuộc xâm lược nè mọi người ạ. Tụi nó qua kìa. Ok. Mày chết rồi con. Này thì non này. Tụi tôm. Số địch còn lại một luôn nè. Sao cái đám này từ khi mình cầm cái tô tầm này lên nó không đánh mình luôn các bạn ạ? Sao tụi nó yếu vậy? Đây rồi. Ô, mày dám cửa quay giật vô không? Hả? Đánh đi nè. Nè, đứng nguyên một chỗ nè, đánh nè. Đánh đi. Mình muốn coi cái tô tầm sẽ như thế nào các bạn ạ. Yeah. Oh. Quay, nó cũng vẫn còn. À ha. Thế thì đồng nghĩa với việc là mình bất tử rồi. Yeah. Tiếp tục tô tầm lại được hoạt động rồi các bạn ạ. Mày hả bưởi. Con này là cái con mà cầm cái tô tầm bình thường đúng không? Yeah. Đó là cái tô tầm bình thường làm gì vậy hả? Ok, nó chỉ còn có một cái địch cuối cùng thôi là xong rồi. Và đã xong. Yeah. Chúng ta đã chiến thắng cuộc xâm lược. Chúng ta được tận 2 cái tô tầm bình thường luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta còn 2 bức tranh nữa chúng ta cần phải vẽ. Mình đang suy nghĩ đến việc là bây giờ mình sẽ vẽ một con mắt Ender để mình có thể đi được xuống dưới kia luôn các bạn ạ. Ok, cái mắt tô tầm thì mình sẽ cần vẽ một cái hình tròn. Bây giờ mình sẽ vẽ cho sao cho nó tròn nhất có thể. Hợp lý. Tiếp theo là một cái đường bên trong. Mình nghĩ là như vậy bởi cái màu của chúng ta cũng hơi bị khó để xài ấy. Rồi cái phần này chúng ta sẽ bôi cái bên ngoài như thế này. Hợp lý chưa? Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái con mắt. Thì phần bên trong mình nghĩ là sẽ vẽ màu vàng đi ha. Sẽ ra được một cái con mắt nhìn như thế này nè. Và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái màu xanh này để vẽ ra được một cái con mắt ở đây. Nhìn cũng khá là hợp lý đúng không chứ bạn? Rồi chúng ta cần tô lên như thế này nữa là được. Cái này sẽ hơi bị đã đây. Cái này là cái mà mình nghĩ là đẹp nhất trong đây là những cái thứ mình vẽ ở trong video lần này. Hãy để lại cho video này một like, một đăng ký nếu bạn nghĩ là cái hình này nó đẹp nha. Chắc chắn các bạn hình này đẹp mà bạn phải đăng ký chứ. Cái đoạn màu vàng này thì mình sẽ làm cho nó rộng ra như thế này. Phần này nó cũng sẽ rộng ra một xíu, nó cho nó tạo cái hình như thế này. Con mắt hợp lý đấy. Bây giờ mình sẽ ghi là mắt Ender. Đấy, mình sẽ để nó tên là mắt Ender và ký. Đây rồi, chúng ta ra được một con mắt Ender. Ok, và còn lại một bức tranh cuối cùng mình chưa biết vẽ cái gì, nhưng mà để coi cái mắt này có thể sử dụng như thế nào nào. 3, 2, 1. Oh my god, đã làm tiến trình và mình tới cho cái cổng luôn các bạn ạ. Và mình có thể đặt cái này vô hạn luôn. Ôi hay vậy. Tới chợ con rồng thôi là các bạn ơi. Let's go. Không biết con rồng sẽ đụng độ mình sẽ như thế nào đây. Nhảy lên đây và
Wait what, con rồng kia là con rồng quái gì vậy? Tại sao mình không sử dụng cái món đồ cuối cùng mà mình có để có thể vẽ lên nào? Mình nghĩ mình sẽ vẽ một cái cung, nhìn nó như là một cái cung kim cương nhỉ. Nó sẽ như thế này. Sợi dây nhìn như thế này là hợp lý đúng không ta? Và nếu nó được enchant thì mình muốn nó sẽ như thế nào đây? Mình sẽ vẽ nó như thế này nha. Đó, lên đây xong vòng đi vô. Ok, vẽ ra như thế này, xong vòng đi vô lại. Nhìn cái cung này nó cũng hợp lý rồi đó. Cung nâng cấp ký tên. Đây rồi, chúng ta đã được một cây cung như hình vẽ luôn các bạn. Và đây là cây cung kim cương. Ôi, con rồng, nó nổ, what? Và đó là kim cương các bạn ạ. Cái nào nó nổ đó rồi, đó là kim cương. Wow, bắn vào cái này. Ôi, mình có thể bắn được những cái trụ từ những khoảng cách rất là xa. Nó chỉ cần nổ gần đó thôi là được các bạn ạ. Kim cương nhiều quá vậy. Ok, để con rồng ra. May hả bưởi. Cây cung mình vẽ ra là một cây cung siêu mạnh luôn các bạn ạ. Hãy bình luận phía cho mình biết là các bạn có thích cây cung này không. Nó xuống rồi. Mình sẽ sử dụng cây kiếm amethyst này đánh nó thêm một lần nữa. Ok, tới đây đi nào. Rồng ơi. Chúng ta đã có thể vẽ lên những cái bức tranh tuyệt vời và chiến thắng được con rồng Ender.